Xin kính chào quý khán giả yêu cờ trên cả nước. Chúng ta lại gặp nhau trong game show Đấu trường cờ Việt 2017-2018. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với một trận đấu thuộc vòng 5 giữa hai người chơi. Kỳ thủ Lưu Khánh Thịnh tới từ Hà Nội và kỳ thủ Trần Quang Chiến cũng tới từ Hà Nội. Tôi là biên tập viên Phú Dũng và ngày hôm nay đồng hành cùng với chúng ta vẫn là một gương mặt rất quen thuộc của làng cờ tướng Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu trọng tài Nguyễn Thế Chí. Vâng, chào anh Phú Dũng, chào quý vị khán giả. Vâng, đầu tiên xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho game show Đấu trường cờ Việt của chúng tôi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một trận đấu thuộc vòng 5 giữa hai kỳ thủ tới từ Hà Nội. Hai cái tên này có gợi trong điều gì không ạ? Phải nói là hai cái tên này thì có lẽ là nó sẽ thân thuộc với tất cả những kỳ thủ cờ của Hà Nội. Và đặc biệt là nó cũng phản ánh rất là đúng với thực lực của hai anh. Hai người chơi cũng phải nói là một trong những kỳ thủ xuất sắc nhất ở trong những cái đối tượng cờ không chuyên nghiệp của cờ tướng Hà Nội. Nếu mà nói về hai người chơi này thì trước hết tôi xin nói về anh Lưu Khánh Thịnh. Lưu Khánh Thịnh là một kỳ thủ cũng là một trong những kỳ thủ khá là lão làng của Hà Nội hiện nay. Và anh đã tham gia chơi cờ từ rất lâu rồi. Và đã cũng thành danh ở trên làng cờ tướng Hà Nội cũng khá là lâu. Từ cái thuở mà bắt đầu phong trào đi chơi cờ ở ngoài bờ hồ cho đến khi mà thi đấu ở các giải Chùa Vua chẳng hạn. Và sau đó thì anh cũng tham gia rất nhiều giải của Hà Nội và đã đạt được những cái thành tích rất là cao ở đây. Còn người thứ hai là anh Trần Quang Chiến thì cũng là một cái kỳ thủ mà nó đậm chất giang hồ của làng cờ Hà Nội. Thì anh ấy cũng thi đấu cũng khá lâu rồi. Tuy nhiên là anh ấy cũng đặc biệt xuất sắc ở trong khoảng 5 năm trở lại đây. Và trong vòng 5 năm trở lại đây thì anh Trần Quang Chiến cũng là một trong những kỳ thủ phải nói là cũng là hàng mạnh nhất ở trong các kỳ thủ mà không chuyên nghiệp. Mà các thành tích chủ yếu của anh Trần Quang Chiến là gặt hái rất nhiều thành công ở các giải cờ tướng hội làng. Và đây cũng là một cái cách để anh ấy tăng cái thu nhập chính đáng của mình. Vâng, nói một chút về phong cách chơi cờ của cả hai người chơi ngày hôm nay. Trận đấu ngày hôm nay chúng ta sẽ được chờ đợi điều gì ạ? Tôi cho rằng đây sẽ là một trận đấu hết sức hấp dẫn. Tại vì cả hai kỳ thủ của chúng ta đều có cái lối chơi mà đậm chất giang hồ. Và phải nói là chơi cũng rất cống hiến và rất hay. Có thể nói là cả hai anh này thì chơi có thể thắng bất kể kỳ thủ nào dù mà mạnh đến đâu. Vâng. Nhưng ngược lại có thể thua bất kể người nào. Vâng, và thật là rất thú vị đúng không ạ? Vâng, vâng, chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến rất thú vị và khó đoán của trận đấu ngày hôm nay. Xin được cảm ơn những chia sẻ của trọng tài Nguyễn Thế Chí. Và thưa quý vị và các bạn, game show Đấu trường cờ Việt 2017-2018 được chúng tôi phát sóng trên kênh VTC2 là truyền hình kỹ thuật số VTC và trên kênh YouTube fanpage của Đấu trường cờ Việt vào lúc 14 giờ cho tới 16 giờ hàng ngày. Và nếu như quý vị và các bạn không có thời gian theo dõi trực tiếp thì cũng có thể xem lại vào lúc 5 giờ đến 7 giờ sáng hàng ngày trên kênh VTC2 hoặc là truy cập vào trang fanpage và YouTube của game show Đấu trường cờ Việt để theo dõi lại bất kỳ một trận đấu nào mà quý vị và các bạn mong muốn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng làm quen với hai người chơi trong trận đấu thuộc vòng 5 ngày hôm nay. Đầu tiên tôi xin được kết nối với người chơi Lưu Khánh Thịnh tới từ Hà Nội. Xin chào anh Thịnh ạ. Dạ vâng, chào em đi Phú Dũng ạ. Vâng, tôi được biết là ở những vòng đấu trước thì anh đã loại có thể nói là rất nhiều cao thủ của game show Đấu trường cờ Việt. Còn đối thủ của anh ngày hôm nay cũng là một kỳ thủ tới từ Hà Nội, chắc chắn là anh cũng đã quen biết và thi đấu nhiều với anh Trần Quang Chiến rồi chứ ạ? Dạ vâng ạ. Anh em ở Hà Nội thì cũng biết nhau khá lâu và cũng thi đấu với nhau tương đối nhiều rồi ạ. Vâng. Vậy thì anh đánh giá thế nào về đối thủ của mình ngày hôm nay ạ? Những năm trở lại đây thì Trần Quang Chiến là một trong những người chơi rất mạnh ở Hà Nội. Và đây tôi cũng coi là một đối thủ nặng ký đối với mình. Vâng, trước khi đến với chúng tôi ngày hôm nay thì anh có sự chuẩn bị như thế nào với trận đấu này rồi ạ? Tôi vẫn chỉ chuẩn bị về sức khỏe và tinh thần thật thoải mái và thi đấu cống hiến. Vâng, cảm ơn anh. Và chắc là cũng giống như các vòng đấu trước, khi mà tôi hỏi anh câu đó thì anh thường nói là sự chuẩn bị kỹ càng nhất của tôi là không chuẩn bị gì hết đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Lưu Khánh Thịnh. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng làm quen với người chơi thứ hai, anh Trần Quang Chiến tới từ Hà Nội. Xin chào anh Chiến ạ. Vâng, xin chào MC Dũng với cả xin chào bác, xin chào trọng tài Nguyễn Thế Chí ạ. Vâng, như anh cũng đã biết thì anh Lưu Khánh Thịnh, đối thủ của anh ngày hôm nay cũng đã loại rất nhiều cao thủ ở game show Đấu trường cờ Việt ngày hôm năm mùa giải năm nay. Và để chuẩn bị cho trận đấu này thì anh muốn nói gì ạ? Thì anh Thịnh thì tôi đánh giải cờ không sao, thì va chạm với anh Thịnh nhiều lần rồi thì trình độ gần như là tương đương với nhau. Vâng. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến của ván đấu đầu tiên. Xin hỏi anh Lưu Khánh Thịnh đã sẵn sàng chưa ạ? Tôi sẵn sàng ạ.
Vâng, anh Trần Quang Chiến, anh sẵn sàng chưa ạ? Tôi đã sẵn sàng rồi. Vâng, thưa trọng tài Nguyễn Thế Chí, anh sẵn sàng chưa? Vâng, tôi cũng đã sẵn sàng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trọng tài sẵn sàng và hai người chơi cũng đã sẵn sàng. Ván đấu thứ nhất, bắt đầu. Vâng, và như vậy là ván đấu thứ nhất thì theo bốc thăm thì người chơi Lưu Khánh Thịnh đến từ Hà Nội mang mã số 045 đã được quyền cầm con đỏ đi trước. Và ngay lập tức thì anh triển khai thế trận là khởi mã chuyển tam bộ hồ. Và đối lại thì anh Trần Quang Chiến đã quyết định là tiến tốt và khởi mã, hình thành thế trận ở bình phong mã. Và ở đây chúng ta thấy lập tức là sau khi hình thành thế trận tam bộ hồ thì anh Thịnh đã lập tức là đưa xe quá hà. Ở trong những diễn biến như thế này thì thường các kỳ thủ thường có hai sự lựa chọn chính, tức là đưa xe tuần hà, tức là xe 2 tiến 4, hoặc là đưa xe quá hà, tức là xe 2 tiến 6. Và ở đây thì anh Thịnh đã chọn phương án xe 2 tiến 6 quá hà, và đây là một trong những phương án mà thường là tạo ra những cái thế đối công gay gắt hơn so với phương án xe 2 tiến 4. Và đến đây thì anh Chiến đã tiếp tục là đi binh 3 tiến 1, trở thành thế trận mà gọi là lưỡng đầu xà. Lưỡng đầu xà tức là khai thông cả hai con tốt. Thì cái thế trận này nó tạo điều kiện cho bên hậu có thể rất là thông thoáng hai mã. Mã 3 có thể tiến 4 và mã 6, 5, à, mã 7 có thể tiến 6. Thì, như vậy là rất là linh hoạt với hai mã. Thế thông thường thì nếu như trong những cái thế trận như thế này thì thường là bên đỏ với cái hình cờ là xe 2 tiến 4 có thể tiến hai con tốt 3 và tốt 7 lên để đấu. Thì thông thường những thế trận đấy thì là sẽ trở thành những thế trận nó bình ổn hơn. Khi mà cả hai bên đều thông cả hai đường mã và đấu hết các con tốt 3 và tốt 7. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy là anh Lưu Khánh Thịnh đã chọn cái đường xe 2 tiến 6 thay vì xe 2 tiến 4. Do vậy chắc chắn là ở đây nó sẽ thế trận nó sẽ trở nên là đối công quyết liệt hơn. Ở đây chứ nếu như trong trường hợp mà đến lượt đen đi thì chắc chắn là sẽ là tiến mã lên mã 3 tiến 4 hoặc mã 7 tiến 6. Tuy nhiên là ở đây thì anh Thịnh đã quyết định là pháo phân biên pháo 8 bình 9 để với mục đích là chuyển nhanh con xe 9 bình 8 ra. Và chúng ta thấy là khi mà nhận thấy là đối phương đã linh hoạt hai con mã bằng phương án là lưỡng đầu xà thì ngay lập tức thì anh Thịnh đã quyết định là triển khai nhanh cánh trái và đấu xe cánh phải. Và như vậy thì ở đây chúng ta thấy là hình cờ nó sẽ khá là cân bằng. Và tiếp tục thì anh Trần Quang Chiến đã quyết định đi pháo 2 bình 3 với mục đích là không để cho bên đỏ có thời cơ đấu hai con tốt và lợi nước. Chúng ta thấy ở đây bên đen hoàn toàn có thể chơi sau khi tiến pháo dọa tượng, có thể chơi xe 1 bình 2 đấu xe. Và sau đó thì tiến mã lên và như vậy thì với lợi ưu thế là hơn một tốt và xuất xe nhanh. Như vậy ở đây chúng ta thấy là nếu như trong trường hợp mà bên đen đi xe 1 bình 2 thì gần như bắt buộc là bên đỏ sẽ phải đấu xe. Tại vì nếu không thì sẽ bị xe 2 tiến 7 bắt đôi pháo mã. Và nếu trong trường hợp đấu xe thì Trần Quang Chiến sẽ ổn định được thế trận và sẽ hiện tại đang lợi một con tốt. Tuy nhiên là nếu như trong tình huống như vậy, vâng, và anh Chiến đã quyết định là xe 1 bình 2 rồi. Nếu như trong những cái tình huống như vậy thì thông thường là cái thế trận trở nên là khá là cân bằng. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu là hai kỳ thủ chúng ta có thể giải quyết ván cờ thứ nhất này như thế nào. Trong trường hợp nếu Lưu Khánh Thịnh quyết định là đi xe 8 tiến 5 ăn xe để đấu xe thì như vậy là bên đen sẽ hơn một tốt 3 và đang đe dọa là pháo 3 bình 7 ăn thêm một tốt nữa. Tuy nhiên là bên đỏ thì lại có hai con pháo nhòm hai con tốt biên thì sẵn sàng có thể gỡ lại hai con tốt biên này bất kể lúc nào.
và cũng có thể đi tốt 3 tiến 1 để đấu tốt, để thông đường cho mã 3 tiến lên. Thì như vậy chúng ta thấy là thế trận này có rất nhiều khả năng là sẽ dẫn đến một cái thế trận hòa hoãn, và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu là ở ván đấu thứ nhất này với hai cao thủ đã khá là am tường trận mạc và đã khá hiểu nhau thì liệu là có thể là giành được chiến thắng ở ván cờ này hay không. Vâng, và như vậy thì anh Thịnh đã quyết định là đi xe 8 tiến 5 để đấu xe rồi. Trong trường hợp nếu như không đi xe 8 tiến 5 thì với cái cánh trái rất là yếu của mình thì có thể sẽ bị nước xe 2 tiến 7 bắt pháo mã. Do vậy anh Thịnh đã quyết định đấu, và như chúng tôi đã phân tích thì là tiếp tục là tốt 3 tiến 1 để đấu mã. Và rất có thể sẽ là pháo 9 tiến 4 để ăn gỡ lại tốt. Và như vậy chúng ta thấy gần như sau một loạt những nước đấu quân thì cả hai bên đều hết sức là cân bằng, và rất nhiều khả năng là ván cờ này sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Vâng, trận đấu này thuộc vòng 5 và người thắng trong trận đấu này sẽ lọt vào vòng 6, tức là vòng tứ kết. Vòng đấu của 8 kỳ thủ mạnh nhất của game show Đấu Trường Cờ Việt năm nay. Và trở lại với ván đấu, chúng ta thấy rằng ở nhánh đấu này thì là người chơi Lưu Khánh Thịnh đã gặp người chơi Trần Quang Chiến. Và như MC Phú Dũng đã phân tích thì đúng là đây sẽ là một cặp đấu để chọn ra người thứ tư để vào vòng tứ kết. Vòng tứ kết thì sẽ gồm có 8 kỳ thủ, và chúng ta thấy là 8 kỳ thủ này đã được lựa chọn từ hơn 200 kỳ thủ nếu như chúng ta tính từ vòng 1. Và phải nói rằng là với những hai kỳ thủ chúng ta đã đang theo dõi thì đều là gặp những cái nhánh phải nói là cũng không dễ dàng gì, mà đều gặp những cái cao thủ phải nói là hàng đầu ở các khu vực phía Bắc cũng như phía Nam, thậm chí có thể là toàn quốc luôn. Ví dụ như là anh Lưu Khánh Thịnh đã qua 5 vòng đấu và loại được 5 kỳ thủ rất là xuất sắc đến từ các địa phương, mà đặc biệt phải kể đến người chơi có được đánh giá là xuất sắc nhất ở trong Đấu Trường Cờ Việt cũng như là ở trong nước ta. Đó là em Nguyễn Minh Nhật Quang, một kỳ thủ trẻ Nguyễn Minh Nhật Quang nhưng mà là quốc tế đại sư. Nguyễn Minh Nhật Quang đã từng đạt giải quốc tế và từng vô địch quốc gia. Và Quang cũng được coi như là một kỳ thủ đánh giá là có lực cờ mạnh nhất trong thời điểm hiện tại. Và như vậy thì điều đó thì đã khẳng định được cái sức cờ rất là mạnh của người chơi Lưu Khánh Thịnh. Và người chơi thứ hai thì chúng ta biết rằng là anh vẫn luôn luôn được đánh giá là người rất là mạnh ở trong các giải đấu phong trào. Và các kỳ thủ có thể coi là một kỳ thủ mạnh nhất trong làng cờ phong trào là anh Trần Quang Chiến, người cầm cân đen đi sau. Và chúng ta vẫn thường thấy anh Trần Quang Chiến xuất hiện ở bất kể nơi nào mà có giải cờ, từ các giải lễ hội mà đặc biệt là khu vực phía Bắc. Thì có thể nói là ở đâu có giải là ta cứ đi thôi. Và anh Trần Quang Chiến là một trong những người rất là thường xuyên góp mặt tại các giải lớn nhỏ trong toàn bộ khu vực phía Bắc mà chúng ta vẫn thường thấy. Trở lại với ván đấu thì chúng ta thấy rằng là mặc dù là ở cái thế trận mới thoạc trông, khi mà sau khi qua cái phần chung cuộc thì đã chuyển sang phần cờ tàn, thì sau khi đấu cả hai xe thì thay vì một cái thế trận tưởng chừng như rất bình ổn thì cả hai bên đã quyết định là tấn công xô sát. Và chúng ta thấy bên đen đã quyết định là bỏ tượng để giành thế tấn công, là triển khai nhanh con mã lên để bù lại. Thì bên đỏ mặc dù ăn hơn được con tượng và hơn được một tốt biên, tuy nhiên là ở đây thì chúng ta thấy rằng là đội hình của bên đỏ có mã 7 vẫn chưa phát triển, và đấy là một cái điểm yếu mà có thể sẽ bị bên đen tích cực khai thác. Và ngay bây giờ thì chúng ta thấy là anh Trần Quang Chiến đã không đấu quân mà chạy pháo, vẫn đe dọa là mã 4 tiến 3 ăn mã. Vâng, mã 7 5 mã 7 đã thoái 5. Ở đây hình thành thế trận mã nhập cung, phải nói là anh Lưu Khánh Thịnh đã lựa chọn một phương án rất là mạo hiểm. Và ngay lập tức anh Trần Quang Chiến đi mã tiến 6 và đe dọa mã C4
xin lỗi mã 4 tiếng 2 và đe dọa là mã 2 tiếng 3 chiếu hết. Nếu trong trường hợp mà bình pháo đỡ thì rất có thể là pháo 1 3 sẽ bình 1. Và tạo thành một cái thế tấn công rất là mạnh. Ở đây ngoài phương án mà nhảy mã 4 tiến 2 thì anh Trần Quang Chiến có thể đi một phương án là pháo 6 có thể tiến 6. Dạ, cản tượng và đồng thời ngăn chặn nước và mã 5 có thể tiến 3. Và như vậy chúng ta thấy là đấy cũng là một nước rất là mạnh trong trường hợp mã 5 tiến pháo 5 à xin lỗi pháo 6 tiến 6 thì bắt buộc phải đi tượng 5 thoái 7 thì mới là mã 4 tiến 2 thì rất có thể là hình cờ sẽ nó sẽ uy hiếp mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên là anh Trần Quang Chiến đã chọn giải pháp bán hơn tốt. Và chúng ta thấy là tạm thời thì Trần Quang Chiến đã hơn 2 tốt. Và nếu như mã 5 tiến 3 để giữ tốt thì rất có thể là mã 3 sẽ tiến 4 tiếp tục bắt con tốt đầu và như vậy sẽ hình thành thế trận hơn 3 tốt. Mà ở cái hình cờ mà chúng ta thấy là chuyển sang giai đoạn trung tàn với các quân chủ yếu là pháo mã thì chúng ta thấy là con tốt rất quan trọng. Tuy nhiên là Trần Quang Chiến cũng không quyết định là lựa chọn ăn tiếp hơn con tốt đầu. Và quyết định là nhảy mã 2 tiến 4 chiếu để tiếp tục là tăng cường thế trận tấn công. Tuy nhiên phương án có lẽ là phương án chắc chắn hơn thì vẫn là đi mã 3 tiến 4 để đe dọa là mã 4 tiến 5 ăn hơn tốt đầu. Tiếp tục trở lại với người chơi cầm quân đen đi sau là anh Trần Quang Chiến thì chúng ta thấy rằng là để đến được cái trận đấu này thì người chơi Trần Quang Chiến cũng đã phải vượt qua rất nhiều các kỳ thủ mạnh. Và có vẻ như là đường đi của kỳ thủ Trần Quang Chiến cũng giống như lối chơi cờ của anh, phải nói là cũng rất là gian nan. Ở trong giải đấu này, ngay ở trong ván đấu đầu tiên thì anh đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối đầu với người chơi Hoàng Việt Dũng đến từ Phú Thọ. Và phải bằng cái sự vô cùng khéo léo của mình thì anh Trần Quang Chiến mới có thể vượt qua được người chơi này. Và để đến vòng thứ hai thì anh đã gặp kiện tướng quốc gia Nguyễn Khánh Ngọc. Và đến vòng thứ ba thì anh đã được may mắn là được sự bình chọn để trở lại thi đấu. Và anh đã rất là xuất sắc sau khi mà chiến thắng được người chơi rất là mạnh là anh Võ Minh Nhất, là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch cùng với Nguyễn Minh Nhật Quang. Thì chúng ta thấy là người chơi Lưu Khánh Thịnh thì đã giành được chiến thắng trước Nguyễn Minh Nhật Quang, còn anh Trần Quang Chiến thì giành được chiến thắng trước anh Võ Minh Nhất. Phải nói là hai kỳ thủ chúng ta đều gặp được những đối thủ phải nói là rất là mạnh của giải đấu cũng như ở trong tầm quốc gia. Vâng, và đến đây thì Trần Quang Chiến lại đi mã 4 thoái 2. Và như vậy rõ ràng là chúng ta thấy là nếu như thay vì nước vội vàng nhảy mã 2 tiến 4 chiếu mà đi ngay mã 3 tiến 4 thì chắc chắn là nó sẽ có uy lực hơn. Tuy nhiên là đến đây thì chúng ta thấy là anh Trần Quang Chiến vẫn còn một chút ưu thế nhỏ. Ở đây là anh đã tạm thời hơn một tốt và có thế công tốt hơn so với bên đỏ. Mặc dù bên đỏ thì ăn vỡ một tượng, tuy nhiên là pháo mã thì chưa tạo được thế tấn công mạnh. Và như ở những hình cờ tàn như thế này thì thông thường là lâu dài thì bên đen với lợi thế hơn một tốt ba và một tốt biên thì thường thường là dễ chơi hơn. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cả hai kỳ thủ chúng ta tiếp tục chơi thế nào. 4 tiến 6 tạm thời giữ tốt. Và đồng thời là có thể ám phục một nước là tia pháo 3 sẽ thoái 6 bắt đôi. Nên ta thấy là ngoài phương án này hoàn toàn Trần Quang Chiến có thể đi là pháo 6 bình 5. Tiếp tục ăn lợi tốt đầu và sẽ thành một cái trận là sẽ hơn 3 tốt.
Và chúng ta thấy nếu như trong trường hợp mà thoái pháo về Bắc thì sẽ hoàn toàn có thể là pháo một bình năm chiếu tướng, sau đó thì chạy và sẽ không sợ gì nước Bát Đôi này. Quyết định là pháo một bình chín, và như vậy thì anh Chiến thản nhiên ăn hơn tốt, và chắc chắn là Trần Quang Chiến đã có một lợi thế khá lớn khi chuyển sang tàng cuộc. Và đây chúng ta thấy rằng là càng ngày thì chúng ta thấy cái lợi thế của Trần Quang Chiến càng lớn hơn, và với cái lối chơi vô cùng sắc bén của Trần Quang Chiến thì sẽ rất là nguy hiểm cho Lưu Khánh Thịnh. Và chúng ta cùng chờ đợi xem liệu là với kinh nghiệm già dặn bao nhiêu năm thi đấu của mình, liệu Lưu Khánh Thịnh có thể đỡ được ván cờ này hay không. Ở đây thì sau khi mã 4 tiến 6 đe dọa nước chiếu hết, thì đồng thời là mã pháo 9 có thể bình 5 ăn hơn tốt. Thì như vậy là người chơi Trần Quang Chiến đã hơn đến đối thủ đến 3 con tốt, có thể nói là 4 con tốt, thì phải nói vô cùng khó khăn cho Lưu Khánh Thịnh. Rất có thể là Lưu Thanh Thịnh sẽ phải đi mã 6 thoái 7 để giữ tốt. Và nếu như quyết tâm bắt con tốt đầu thì Trần Quang Chiến có thể tiếp tục là pháo 6 lại bình 5. Thì như vậy là vẫn tiếp tục có thể ăn hơn tốt đầu, và với hình thế mà hơn đến 4 con tốt thì gần như khả năng chống đỡ của bên đỏ là rất khó khăn. Nếu như trong trường hợp mà đi pháo 6 bình 5, vâng, anh Trần Quang Chiến đã quyết định đi pháo 6 bình 5 rồi. Cũng không thể ăn pháo biên được, vì khi sau khi ăn pháo biên thì sẽ là pháo 5 tiến 4 chiếu, và sau đó là pháo 5 lại bình 9 ăn lại mã và hơn 4 tốt. Và như vậy thì chúng ta thấy là từ cái thế trận tưởng chừng như rất là cân bằng, không có gì nguy hiểm, thế nhưng mà với cái sự tấn công vô cùng sắc sảo và đầy chắc giang hồ của mình thì người chơi Trần Quang Chiến đã giành được ưu thế khá lớn trước anh Lưu Khánh Thịnh. Và trong ván đấu thứ nhất thì kỳ thủ Trần Quang Chiến cũng sử dụng rất ít thời gian để đưa ra những quyết định. Phải nói là với một cái lối chơi mà rất là sắc bén mà người chơi Trần Quang Chiến đã thể hiện cho khán giả thấy là anh rất là sắc sảo, và dường như là những đường cờ anh đi nó thuộc nằm lòng, cho nên là anh đã xử lý những cái nước cờ rất chính xác, nhưng mà nó trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Mà trở lại với những trận đấu đã qua thì chắc là anh Phú Dũng còn nhớ là với cái ván đấu với người chơi là anh Võ Minh Nhất, một kỳ thủ rất là mạnh. Anh Nhất đã từng 2 lần vô địch quốc gia. Và ở ván đấu cờ chớp thì anh Trần Quang Chiến mặc dù là đối diện với một kỳ thủ mạnh đến như vậy, nhưng anh cũng rất là xuất sắc và xử lý bàn cờ rất là nhanh và giành được cái ưu thế rất là lớn, và cuối cùng đã chuyển hóa cái ưu thế đấy trở thành một chiến thắng. Và đấy là ván quyết định để dành cho một vé cho anh Trần Quang Chiến để hôm nay có thể ngồi đây gặp Lưu Khánh Thịnh. Vâng, và có thể nói thủ Trần Quang Chiến đã thể hiện một bộ mặt rất khác và một bộ mặt rất đáng tích cực ở giải đấu năm nay. Anh càng vào sâu thì càng thi đấu xuất sắc. Có thể gặp khó khăn ở một hai vòng đầu, nhưng khi đã vào tới vòng đấu này thì anh đã thể hiện một bộ mặt rất xuất sắc và là một đối thủ rất khó chịu. Vâng, và ngược lại thì trở lại với người chơi Lưu Khánh Thịnh, chúng ta thấy rằng là anh cũng
đã phải vượt qua rất là nhiều những cái khó khăn đến ở trong những cái vòng đấu trước. Các kỳ thủ mà anh Lưu Khánh Thịnh vượt qua cũng đều là những kỳ thủ rất là mạnh. Và đặc biệt chúng tôi phải nhắc đến là người chơi là Nguyễn Minh Nhật Quang. Nguyễn Minh Nhật Quang thì trong những năm gần đây đôi khi tạo cho khán giả, những người hâm mộ cờ có cảm giác như dường như là một người có thể nói là bất khả chiến bại, bởi vì đánh đâu thắng đó, gần như là không ai có thể vượt qua được. Thế nhưng mà anh Lưu Khánh Thịnh cũng vượt qua Nguyễn Minh Nhật Quang, mà đặc biệt là Nguyễn Minh Nhật Quang chúng ta biết là rất là mạnh ở khả năng chơi cờ nhanh cũng như chơi cờ chậm. Và anh Lưu Khánh Thịnh lại thắng ngay Nguyễn Minh Nhật Quang ở đúng cái thể loại này. Và phải nói là như vậy thì chúng ta thấy cả hai kỳ thủ chúng ta cũng là một trong những kỳ thủ rất là mạnh. Vâng, thắng chính đối thủ ở điểm mạnh nhất của họ, và thật là một chiến thắng rất đáng nể. Trở lại với ván đấu thì ở đây thì người chơi Trần Quang Chiến đã đi pháo 5 bình 4. Mục đích là rất là rõ ràng là để mở đường cho top 3 tiến lên. Đồng thời ở đây nếu như trong trường hợp mà Lưu Khánh Thịnh vội vàng ăn tượng thì sẽ bị mã 6 tiến 7 chiếu, và sau đó là chuyển pháo 5 bình 4 chiếu pháo lồng, và chắc chắn là sẽ thua. Và ở đây thì như vậy là người chơi Trần Quang Chiến rất kinh nghiệm. Sau khi mà bắt buộc Lưu Khánh Thịnh phải đi pháo 7 thoái 1 đỡ thì thoái pháo về, như vậy là trong công có thủ, nghĩa là sau khi tấn công xong thì lập tức là thoái về để phòng ngự nước tượng rất là khéo. Và đây nếu như không có gì thay đổi thì theo cái phương châm, nếu là phòng thủ chắc thật an toàn thì về lâu về dài thì chắc chắn là người chơi Trần Quang Chiến sẽ giành được chiến thắng, bởi vì anh tạm thời hơn đến 4 lần tốt. Thông thường thì với những cái kỳ thủ mà rất là kinh nghiệm và đẳng cấp như Trần Quang Chiến và Lưu Khánh Thịnh thì hơn chỉ cần 2 con tốt, thậm chí 1 con tốt, và với 3 con nhẹ thì đã có thể giành được chiến thắng rồi. Và đây thì hơn 4 con tốt thì chắc chắn là dường như phần thắng có thể nói là chắc chắn là nằm trong tay Trần Quang Chiến. Và lại đến đây thì Trần Quang Chiến đi một nước phải nói là vô cùng kinh nghiệm và rất giang hồ, tức là đi mã 6 thoái 5 bắt buộc là phải đấu một trong hai quân. Mà chúng ta cũng biết là trong cờ tướng ấy, thì có câu là tam quân chiến, nhị quân hưu. Nếu như trong trường hợp là có 3 quân thì là thường thường là còn có thể chiến đấu được với nhau. Trong khi 2 quân thì dường như là khả năng chiến đấu không còn. Thì như vậy khi mà khả năng mà tấn công đối thủ không còn thì bên nào nhiều quân hơn thì bên ấy gần như khả năng lớn là sẽ giành được chiến thắng. Và người chơi Trần Quang Chiến đã rất kinh nghiệm khi mà quyết định là đấu bớt quân đi, chấp nhận là lỗ một quân tốt. Nhưng mà cái ưu thế nó có vẻ như là chắc chắn hơn. Vâng, và như vậy là anh Chiến đã thực hiện đúng ý đồ của mình. Sau khi đấu quân thì chắc chắn là top 9 tiến 1 tiến lên, hoặc là top 5 tiến 1 tiến lên, thì chắc chắn như chúng ta thấy là người chơi Trần Quang Chiến đã có một cái ưu thế rất lớn trước đối thủ của mình rồi. Vâng, và ngoài ra thì kỳ thủ Trần Quang Chiến cũng có một lợi thế rất lớn về mặt thời gian. Hiện tại khoảng cách thời gian giữa hai người bây giờ đã là gần 6 phút. Và với lợi thế lớn như vậy, liệu anh Trần Quang Chiến có thể biến thành một trận thắng hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Và ở ván đấu này thì cũng thể hiện sẽ thách thức khả năng phòng thủ của kỳ thủ Lưu Khánh Thịnh. Vâng, Lưu Khánh Thịnh treo sĩ lên với ý đồ là dọa bình pháo vào 5 để bắt pháo bắt tốt. Tuy nhiên là với cái nước cờ này thì không gây được khó khăn gì cho người chơi Trần Quang Chiến. Và nếu như trong trường hợp mà anh Thịnh mà bình pháo vào đấu thì có lẽ là anh Chiến sẽ chọn giải pháp là đấu luôn. Vì như vậy là sẽ trở thành một pháo 3 tốt và chắc chắn là sẽ thắng pháo sĩ tượng bền rồi. Vâng, và đúng như tôi nghĩ, sau khi anh Thịnh bình pháo vào đầu thì không cần phải suy nghĩ nhiều, Trần Quang Chiến lập tức là ăn pháo ngay. Một quyết định rất nhanh.
Vâng, tiếp tục là tốt 4 tiến 1 để đe dọa là tốt 3 tiến 1 sang sông. Và nếu như không có gì thay đổi thì hình thế pháo 3 tốt sĩ tượng bền chắc thắng pháo sĩ tượng bền. Ở đây thì với cái nước thoái pháo này thì chắc là người chơi Lưu Khánh Thịnh có lẽ là muốn răng cái bẫy cuối cùng. Tức là để sau khi thoái sĩ và treo tượng biên thì có nước mà bình pháo 1 để bắt chết là tốt biên. Thông thường là đấy là cái nước cuối cùng. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng là không dễ gì có thể đối phó được với người chơi. Vâng, và có lẽ là anh Thịnh đang thực hiện nốt cái ý đồ cuối cùng đó của mình. Và vừa sau cái nước này rất là vâng, và anh Chiến chắc là đã nhìn ra rồi và gần như khó lòng có thể bẫy được cái nước đó. Và chúng ta thấy nếu như ở đây, nếu như nhiều kỳ thủ sẽ không nhận ra cái nước cờ đó thì có thể là pháo 9 sẽ bình 1 và sau đó là tượng 1 sẽ tiến 3 là bắt chết con tốt đó. Tuy nhiên là anh Chiến đã rất là nhanh, sau khi phát hiện ra thì lập tức là tiến lên và bảo toàn được cả ba tốt của mình. Vâng, và thời điểm hiện tại thì đã rất khó cho kỳ thủ Lưu Khánh Thịnh rồi. Ba con tốt của kỳ thủ Trần Quang Chiến đã sang sông. Vâng, và có thể nói là cái hy vọng cuối cùng của anh Lưu Khánh Thịnh đã bị dập tắt. Chúng ta thấy rằng nếu như trong trường hợp mà đôi khi lợi thế khá lớn thì nhiều khi là có thể là người chơi sẽ chủ quan và đi một nước hững hờ và sau đó thì sẽ bị pháo bình 1 và tượng 3 tiến 1 thì sẽ bắt chết tốt biên. Và cái này cũng rất nhiều kỳ thủ, thậm chí là những cao thủ cũng có thể mắc những cái nước cờ như vậy. Nhưng mà tuy nhiên là với cái kinh nghiệm thi đấu giang hồ rất nhiều năm của mình thì chắc chắn là người chơi Trần Quang Chiến đã không mắc những cái nước như vậy. Vâng, và lúc này thì có lẽ anh Lưu Khánh Thịnh sẽ chỉ còn trông chờ vào những sai lầm của kỳ thủ Trần Quang Chiến thôi. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Liệu kỳ thủ Trần Quang Chiến có mắc sai lầm không? Hay anh sẽ biến những ưu thế hiện có để thành một ván thắng? Phải nói là rất khó để Trần Quang Chiến sai lầm ở trong những hình cờ này. Tuy nhiên là chúng ta cùng nhớ lại là ở trước đây thì đã từng có những ván đấu, thậm chí có những người chơi mặc dù là kiện tướng quốc gia, hàng đầu quốc gia nhưng có những sai lầm hết sức là nghiêm trọng. Hay như chính anh Trần Quang Chiến và đã gặp anh Võ Minh Nhất. Thì trong cái thế cờ chúng ta tưởng chừng như thắng 10-10 rồi thì anh Trần Quang Chiến lại rất may mắn khi mà được anh Võ Minh Nhất đi một nước rất là sai lầm và thắng ngược trở lại. Và có lẽ là anh Thịnh cũng lại hy vọng điều đấy xảy ra với ngược lại với anh Trần Quang Chiến. Vâng, đúng như vậy. Sai lầm thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ở trận đấu này chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu anh Trần Quang Chiến có mắc sai lầm ở nước đi nào không. Vâng, mà thậm chí ở nước cờ vừa rồi thì hoàn toàn Trần Quang Chiến có thể đơn giản là ăn tốt đổi đôi sĩ cũng có thể giành được chiến thắng. Tuy nhiên là anh Chiến có lẽ là muốn cho một trận đấu nó chắc chắn hơn. Và như vậy là vòng vây của anh Trần Quang Chiến đã ngày càng siết chặt. Và có lẽ là chúng ta còn chờ đợi, vấn đề là thời gian mà thôi. Vâng, ở đây thì có thể là chậm một hai nước thôi. Nhưng mà thay vì nước đó có thể chơi là pháo 4 bình 7. Nếu như Lưu Khánh Thịnh mà đi tượng 3 thoái 1 thì sẽ là pháo 7 bình 5.
Tuy nhiên là một vài nước nhanh hay chậm đối với Trần Quang Chiến ở thời điểm này cũng không còn quan trọng nữa rồi. Đúng vậy, bởi vì ngoài lợi thế về mặt mặt cờ thì anh đã có lợi thế rất lớn về mặt thời gian nữa. Rất khó khăn cho kỳ thủ Lưu Khánh Thịnh. Ở đây thì theo tôi có thể là đơn giản nhất là đi tốt 4 tiến 1. Sau đó thì tiếp tục là bình tốt và chiếu thì chúng ta thấy là lợi thế đã vô cùng lớn rồi. Và tiếp tục cũng rất có thể là đổi tốt đây đôi sĩ. Vâng, anh Chiến đã quyết định là bình tướng ra với mục tiêu là tiếp tục là để tướng lại che lại kiểm soát thêm cái mặt lộ 6. Giành chiến thắng nhanh hơn. Có lẽ là áp lực về trận đấu nó quá lớn khiến cho cả hai kỳ thủ chúng ta đều phải hết sức thận trọng. Tuy nhiên là với sự thận trọng quá mức của anh Trần Quang Chiến thì anh Trần Quang Chiến phải đối diện với nguy cơ nếu như trong vòng 40 nước mà anh không ăn được quân nào thì rất có thể sẽ bị máy tính xử hòa. Vâng, và như vậy phải nói là rất là đáng tiếc. Phải nói người chơi Trần Quang Chiến đã không để ý điều này và trận đấu đã kết thúc bởi vì chúng ta thấy rằng là đã quá 40 nước không có quân ăn và máy tính đã xử hòa. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là rất đáng tiếc cho người chơi Trần Quang Chiến khi anh đã không để ý khi đã có lợi thế rất lớn. Tuy nhiên, máy tính đã tự động xử hòa khi mà qua 40 nước đi, không ai ăn của ai quân gì. Và như vậy là ván đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số hòa và ở ván đấu tiếp theo, ván đấu thứ hai sẽ quyết định tấm vé lọt vào vòng tứ kết của game show đấu trường cờ Việt. Nhưng trước khi đến với ván đấu thứ hai thì chúng ta sẽ cùng nghỉ trong ít phút.
chẳng mặt nước gành ngay tranh bênh núi đá suối đài bao la tiếng cô bé vào ra hầu cận việc trong ngoài cần mẫn sớm hôm mẫu bàn coi dọc cá tòa. Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng quay trở lại với game show Đấu trường cờ Việt 2017-2018. Ở trận đấu thuộc vòng 5 giữa hai kỳ thủ tới từ Hà Nội, anh Lưu Khánh Thịnh và kỳ thủ Trần Quang Chiến. Sau ván đấu thứ nhất thì hai kỳ thủ đã hòa nhau. Và ai giành chiến thắng ở ván đấu thứ hai này sẽ là người giành vé lọt vào vòng tứ kết của game show Đấu trường cờ Việt 2017-2018. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến của ván đấu thứ hai. Xin hỏi anh Lưu Khánh Thịnh đã sẵn sàng chưa ạ? Tôi sẵn sàng ạ. Vâng, kỳ thủ Trần Quang Chiến, anh sẵn sàng chưa ạ? Tôi sẵn sàng rồi. Vâng, thưa trọng tài Nguyễn Thế Chí, anh sẵn sàng chưa ạ? Vâng, chúng ta đã sẵn sàng. Vâng, thưa quý vị, trọng tài sẵn sàng và hai người chơi cũng đã sẵn sàng. Ván đấu thứ hai, bắt đầu. Và như vậy là ở ván đấu thứ hai này thì người chơi Trần Quang Chiến đã được cầm con đỏ đi trước và ngay lập tức thì anh đã đóng pháo vào đầu. Và đối lại thì người chơi Lưu Khánh Thịnh đã đi phương án là tam bộ hổ bên cánh phải, hay còn gọi là hữu tam bộ hổ. Đây là một trong những phương án rất được sử dụng trong nhiều cái trận thế ngày xưa, tức là phương án cổ điển. Tuy nhiên gần đây thì ít kỳ thủ sử dụng cái phương án này, tại vì thường thường nó sẽ tạo cho cái sự phát triển bên cánh trái của mình chậm hơn, và bù lại là bên đen thì là đang tập trung vào cái sự phát triển nhanh ở cánh phải. Và thường thường thì các kỳ thủ đi đen, đi sau có thể sử dụng phương án này để gây những cái bất ngờ cho đối thủ của mình. Tuy nhiên đây cũng thông thường là con dao hai lưỡi, tại vì nếu như trong trường hợp mà bên đỏ mà khai thác tốt thì nó lại trở nên là cái phần rất là khó khăn để phát triển quân cho bên đen. Và như vậy chúng ta thấy là ở đây thì anh Trần Quang Chiến đã sử dụng những phương án là khá là bình ổn và triển khai đều cả hai cánh, và cũng không triển khai cấp tập ở bên cánh nào. Và có lẽ là Trần Quang Chiến cũng quyết định là sẽ sử dụng cái thế trận mà tấn công chậm rãi nhưng chắc chắn hơn. Pháo 8 bình 9 phân biên và đe dọa là đòi đổi xe. Người chơi Trần Quang Chiến có thể có hai lựa chọn chính, một là đấu xe, tức là xe 2 tiến 5. Và trong trường hợp mà đi xe 2 tiến 5 đấu xe thì sau đó có thể nước tiếp theo có thể đi pháo 8 tiến 4, thì cũng là một cái thế trận mà giữ được một cái ưu thế nhỏ nhưng mà chắc chắn cho bên tiên. Nhưng ở đây thì anh Lưu Khánh Thịnh sau khi đòi đổi xe thì anh Trần Quang Chiến đã không chấp nhận đổi xe và quyết định đi xe 2 tiến 4. Và để giữ con xe này lại và với cái ý đồ để nhiều quân có thể tổ chức tấn công tốt hơn. Tuy nhiên là với phương án này thì chúng ta thấy rằng là người chơi Lưu Khánh Thịnh được quân đen đi sau hoàn toàn có thể cũng có một con xe bên cánh trái và tổ chức phản công ngay ở bên cánh phải của đối phương bằng phương án là xe 8 tiến 6.
Vâng. Anh Trần Quang Chiến đã quyết định là đi pháo Nam Bình 7. Những nước đi chúng ta thấy có thể là thông thường hơn, có thể là đi tốt 3 tiếng 1 để thông đường mã, đồng thời đuổi xe 8. Lùi về thì thông thường nếu như tốt 3 tiếng 1, xe 8 thoái 2 thì trở nên hai bên đều quân bình thế trận, và thông thường là trở nên thế trận nó vẫn là đối công, tuy nhiên là cái mức độ đối công nó ít gay gắt hơn. Và đây thì Trần Quang Chiến đã quyết định là đi pháo Nam Bình 7 để uy hiếp trực tiếp lên cái trục lộ 3 còn yếu của bên đen. Và đồng thời nữa là sẽ sau đó sẽ củng cố bằng nước tượng 5 tiến 7 hoặc tượng 7 tiến 5 hoặc tượng 3 tiến 5 thì trở nên là một cái thế trận rất là vững chắc. Vâng, sau ván đấu đầu tiên hòa một cách rất đáng tiếc, ở ván đấu thứ hai kỳ thủ Trần Quang Chiến được cầm quân đỏ đi tiên, và chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu kỳ thủ Trần Quang Chiến có thể sửa sai được hay không. Có thể nói một điểm đánh rơi rất đáng tiếc của kỳ thủ Trần Quang Chiến. Đến ván đấu thứ hai này thì chúng ta thấy rằng hiện tại thì mới là phần khai cuộc, hai bên vẫn chưa đấu bất kể một quân nào. Tuy nhiên là ở đây thì với lợi thế đi tiên của mình thì anh Trần Quang Chiến, quân với Trần Quang Chiến có vẻ như linh hoạt hơn so với quân của anh Lưu Khánh Thịnh. Và thông thường thì với cái hình cờ này thì người chơi Trần Quang Chiến đã dễ chơi hơn. Và chúng ta đã thấy là cuối cùng thì Lưu Khánh Thịnh đã phải quyết định là đi xe 8 thoái 2 để tránh nước tốt 3 tiến 1 đuổi xe của Trần Quang Chiến. Và đây thì rõ ràng là mặc dù là có nguy hiểm gì lớn, tuy nhiên là trận thế của bên đen thì khá là gò bó. Và bên đỏ thì đã phát triển quân được thuận lợi hơn. Và chúng ta thấy là với cái lối chơi hữu tam bộ hổ của anh Lưu Khánh Thịnh đã không gây được bất ngờ cho người chơi Trần Ngân Chiến. Và ngược lại thì anh Thịnh đang phải chấp nhận một cái thế cờ khá gò bó, và đến đây thì anh bắt buộc là phải tìm cách phòng thủ để chờ đợi. Vâng, tốt 7 tiến 1. Đây chúng ta thấy rằng là thực tế thì nước tốt 7 tiến 1 này không phải là một đòn chiến thuật gì ghê gớm. Mà thực chất ra thì với hình cờ như này thì quân xe 8 của anh Lưu Khánh Thịnh rất là khó di chuyển. Và vậy là buộc anh Lưu Khánh Thịnh phải quyết định thí vớt con tốt 7 với mục đích là thông đường xe. Mặc dù là con xe 8 đã được thông và con mã 7 có thể linh hoạt tiến lên, tuy nhiên là với thế trận khá là vững chãi của Trần Quang Chiến thì con xe con mã này tạm thời chưa có thể tấn công được vào bất kể vị trí nào của bên đỏ. Và chúng ta lại cùng tiếp tục chờ đợi xem liệu người chơi Lưu Khánh Thịnh sẽ giải quyết cái thế cờ khá là khó chơi này của mình như thế nào.
Vâng, có vẻ như nước đi này là nước đi đã chiếm nhiều thời gian nhất của kỳ thủ Trần Quang Chiến tính cho tới thời điểm này qua hai ván đấu. Thưa trọng tài Nguyễn Thế Chí, theo ông thì anh Trần Quang Chiến đang lo ngại điều gì ạ? Phải nói là ở cái thế trận này thì chúng ta thấy là mới là phần khai cuộc. Tuy nhiên là với những cái hình thế như này thì nó khó khăn đến với cả hai bên. Và chúng ta thấy là bên nào cũng nếu chỉ cần đi một nước sơ suất dù rất nhỏ thôi thì cũng sẽ phải trả giá rất đắt. Cho nên là những với những cái thế trận khó khăn như thế này thông thường là các kỳ thủ sẽ phải đầu tư suy nghĩ nhiều hơn so với thông thường. Và đấy là chuyện hết sức bình thường ở trong những cái thế trận như thế này. Và đến đây thì anh Trần Quang Chiến đã quyết định là bỏ lại một tốt cho bên đen với mục đích là để thông đường mã, để nhanh chóng tiến mã lên tấn công. Mặc dù là cái nước tiến mã lên này chưa đạt được cái lợi thế gì ngay lập tức, nhưng nó chỉ mang tính chất chiến lược. Hy sinh còn tốt rất có thể là vâng. Anh đã quyết định là đổi pháo lấy mã với hy vọng là yếu hàng phòng thủ bên cánh trái và tập trung tấn công ở bên cánh trái của Lưu Khánh Thịnh. Phải nói đây là một lối chơi mở đường máu để tấn công rất là hay của Trần Quang Chiến. Và đến đây thì chúng ta thấy là bên cánh trái của anh Trần Quang Chiến rất mạnh. Với bộ 3 xe pháo mã có thể tổ chức tấn công rất là mạnh ở đây. Dường như là bắt buộc có thể phải đi pháo 3 bình 2 để ngăn chặn cái nước là pháo 8 tiến 6 chiếu tướng rất là nguy hiểm của Trần Quang Chiến. Và đây thì tiếp theo chắc chắn là sẽ là pháo 2 bình, xin lỗi pháo 8 có thể bình 7 hoặc là bình 9. Lấy xe 8 để bắt con pháo 2 của đối phương và như vậy thì tiếp tục là sẽ gây rất là nhiều khó khăn cho Lưu Khánh Thịnh. Vâng, và anh Trần Quang Chiến đã quyết định là đi pháo 8 bình 9 rồi. Trong trường hợp mà nếu như anh Trần Quang Chiến đang đe dọa là xe 8 tiến 7 để ăn hơn con pháo 2 của đối phương. Nếu như trong trường hợp mà chạy pháo, ví dụ như pháo 2 bình 4 thì rất có thể là sẽ bị mã 9 tiến 7, sẽ rất nguy hiểm. Do vậy là bắt buộc là phải đi xe 6 tiến 2 để giữ pháo. Và sau đó thì rất có thể là Trần Quang Chiến sẽ lại phóng xe 8 tiến, xe 8 tiến 4 lên để tiếp tục uy hiếp cái hàng phòng thủ của Lưu Khánh Thịnh. Xe 8 tiến 4 với mục đích là vừa chấn đường hà, ngăn chặn cho mã 6 không thể tiến 4 được. Vâng, pháo 2 bình 3. Phải nói là ở cái thế trận mà chúng ta thấy là cái hàng phòng thủ bên cánh của Lưu Khánh Thịnh là khá là mong manh. Và đây thì chúng ta thấy là anh Lưu Khánh Thịnh quyết định là đi pháo 2 bình 3 để mục đích chính là chạy con pháo khỏi vị trí nguy hiểm. Và đây thì chúng ta thấy là chắc chắn là không thể đi xe 8 tiến 3 để bắt đôi pháo được. Bởi vì là anh Thịnh đang phục kích cái nước là pháo 3 có thể tiến 7 chiếu tướng ăn xe. Và trong trường hợp mà nếu anh Chiến mà củng cố bằng nước sĩ 4 hoặc sĩ 6 tiến 5 thì có thể là sau đó là Lưu Khánh Thịnh có thể đi
pháo 3 thoái 2 để củng cố cái hàng phòng ngự của mình. Nói đây là những cái nước phòng ngự cũng rất là hay của Lưu Khánh Thịnh. Vâng, Trần Quang Chiến đã quyết định đi sĩ 6 tiến 5 rồi. Mục đích là để đang đe dọa là xe 8 tiến 3 bắt đôi pháo và tránh cái nước là pháo 3 tiến 7 chiếu tướng bắt xe của đối phương. Vâng, và cũng như chúng ta đã thấy thì anh Lưu Khánh Thịnh lập tức là đi pháo 3 thoái 2 ngay. Và như vậy là sau hai nước rất là khéo léo thì con pháo độ 2 đang rất là nguy hiểm và đang phải nói là ở trong một cái vị trí hết sức là sinh vênh, thì cuối cùng là đã về được cái vị trí đẹp và củng cố được hàng phòng ngự khá là vững chãi. Phải nói là đây là một trong những nước cờ mà phòng thủ rất là hay của người chơi Lưu Khánh Thịnh. Ở đây chúng ta thấy có anh Thịnh đã quyết định tiến pháo lên đuổi xe để tránh cái nước mà xe đè mã rất là khó chịu. Nhưng mà ngược lại ở đây thì Trần Quang Chiến có thể chơi một nước là đi xe 8 tiến 5 chiếu. Nếu như trong trường hợp mà thoái pháo về thì đương nhiên là sẽ không đuổi xe được. Còn nếu như thoái sĩ về thì có nước là mã 9 sẽ thoái 7. Dọa bắt xe đồng thời không. Như vậy thì nếu mã 9 thoái 7 thì rất có thể là sẽ mất xe. Nhưng mà sau đó thì lại phải đấu pháo, anh Chiến đã không quyết định là lựa chọn con đường đó. Và anh Chiến đã quyết định là giữ xe. Và xin lỗi, tôi cũng nhìn nhầm, tại ở đây thì cũng không thể đi pháo 9 thoái, mã 9 thoái 7 được, bởi vì nó là xe 8 đứng trông rồi. Rất có thể bây giờ mới là mã 9 thoái 7. Vâng. Và tiếp tục ăn hơn một tốt và lại lợi thế tấn công. Phải nói là rất là khó chịu. Đến đây bắt buộc là phải chạy xe thì sẽ tiếp tục là pháo 9 tiến 5 để ăn pháo.
Vâng, và như vậy chúng ta thấy sau khi một loạt những quân đấu đi thì Trần Quang Chiến lại tiếp tục là hơn 2 tốt và lại có thế tấn công. Và chúng ta lại tiếp tục chờ đợi xem liệu là lần này thì may mắn có một lần nữa đến với Lưu Khánh Thịnh hay không. Thì chúng ta thấy là người chơi Lưu Khánh Thịnh đã mặc dù ở thế yếu hơn nhưng anh đã liên tục quấy rối và sẽ tạo ra khá là nhiều khó khăn cho đối phương trong quá trình tìm kiếm một ván thắng. Và ở đây thì bắt buộc là phải tìm cách đấu pháo, bởi vì nếu như trong trường hợp mà đi mã 2 tiến 3 để chạy mã thì rất có thể là bị mã 9 của mã 7 đối phương tiến 9 dọa chiếu rất là nguy hiểm. Phải nói là tiếp tục lại là một nước cờ vô cùng kinh nghiệm của người chơi Trần Quang Chiến, bắt buộc cho đối phương sau phải để đấu con mã khỏe của mình, và sau khi đấu mã thì sẽ hình thành một thế trận là xe pháo 4 tốt đánh với xe pháo 2 tốt. Thì như vậy là lợi thế rất là rõ, đã nghiêng về người chơi, tiếp tục nghiêng về người chơi Trần Quang Chiến.
Và chúng ta lại tiếp tục phải chờ đợi xem liệu lần này thì người chơi Lưu Khánh Thịnh có thể may mắn cầm hòa hay không, hay là người chơi Trần Văn Chiến có thể tấn công để giành thắng lợi. Vâng, phải nói là mặc dù ưu thế nhưng tuy nhiên là để giành được thắng lợi thì cũng rất là khó khăn. Ở đây chúng ta thấy rằng mặc dù là hơn hai tốt về nguyên lý, thì nếu trong trường hợp hai tốt này sang sông thì sẽ là một cái chiến thắng có thể nói là khá chắc chắn dành cho người chơi Trần Quang Chiến. Tuy nhiên là cả hai tốt chúng ta thấy đều chưa có khả năng sang sông, và như vậy thì vẫn còn cơ hội cho Lưu Khánh Thịnh. Và nước đi trước thì chúng ta thấy rằng là người chơi Trần Văn Chiến có thể lựa chọn phương án là xe pháo 9 bình 4 để ăn hơn sĩ. Tuy nhiên là nếu như trong trường hợp đó ăn hơn sĩ mà đấu quân, thì mặc dù là xe 2 tốt nhưng mà con tốt 7 không có khả năng sang sông, thì rất nhiều khả năng là trận thế sẽ hòa. Do vậy là người chơi Trần Văn Chiến đã quyết định là không lựa chọn cái phương án đó. Và có lẽ đấy cũng là một lựa chọn chính xác của người chơi Trần Văn Chiến. Người chơi Lưu Khánh Thịnh, chúng ta biết rằng anh Lưu Khánh Thịnh là một trong những người cũng rất là xuất sắc về mặt cờ tàn, và anh thuộc rất là thông thuộc những hình cờ tàn như thế này. Vâng, rất kinh nghiệm, đây là một nước bỏ trước bắt sau. Nếu như trong trường hợp mà Trần Văn Chiến bắt buộc phải ăn pháo về thì sẽ là xe 2 tiến 2, và gần như là trận đấu có thể nói là đã diễn ra một cái lợi thế của anh Chiến đã mất rồi. Ở đây chúng ta thấy hoàn toàn có thể là trận đấu có thể trở thành trận đấu hòa nếu xe 1 thay 2. Vâng, xe 1 thay 2 ngăn chặn không cho tốt đối phương sang sông. Và như vậy thì hình thế chúng ta thấy có thể là nói là gần như là đến 99% là ván cờ hòa mất rồi. Phải nói là kinh nghiệm vô cùng lão luyện của người chơi Lưu Khánh Thịnh đã vâng, và cứu thua cho anh. Chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ anh Trần Quang Chiến. Vâng, xin chào anh Chiến ạ. Vâng, thì tôi thấy trận đấu đến đây thì tôi xin hòa. Vâng, anh... xin hòa. Anh Trần Quang Chiến đã xin hòa và xin mời trọng tài Nguyễn Thế Chí sẽ làm việc với hai người chơi ạ. Không, ở hình thế này thì theo quy định của chúng ta thì anh Trần Quang Chiến có quyền đề nghị hòa. Và nếu như anh Trần Quang Chiến đã đề nghị hòa thì ván cờ này được công nhận là hòa luôn. Và chúng ta sẽ bước sang trận đấu cờ chớp. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Ở trận đấu cờ chớp này thì người chơi Lưu Khánh Thịnh sẽ là người cầm quân đỏ đi trước. Anh Lưu Khánh Thịnh sẽ có 6 phút để hoàn thành ván đấu. Anh Trần Quang Chiến sẽ là người cầm quân đen đi sau. Anh Trần Quang Chiến có 5 phút để hoàn thành ván đấu, và nếu như trong trường hợp mà ván đấu kết thúc với tỷ số hòa thì người đi tiếp vào vòng sau là anh Trần Quang Chiến. Vâng, thưa quý vị, như vậy là trận đấu thuộc vòng 5 giữa kỳ thủ Trần Quang Chiến và Lưu Khánh Thịnh đã diễn ra vô cùng căng thẳng. Sau hai ván đấu, hai kỳ thủ vẫn hòa nhau và tấm vé lọt vào vòng tứ kết của game show đấu trường cờ Việt 2017-2018 sẽ phải xác định ở trận đấu cờ chớp quyết định. Nhưng trước khi đến với ván đấu quyết định này thì chúng ta sẽ cùng nghỉ trong ít phút. Luật chơi của game show đấu trường cờ Việt 2017 như sau. Mỗi trận đấu có tối đa 3 ván đấu. Sau 2 ván đấu có kết quả hòa thì hai người chơi sẽ bước tiếp vào ván cờ chớp. Mỗi người chơi có 20 phút để suy tính và lựa chọn nước đi cờ. Ván đấu chưa phân định thắng thua thì người chơi nào hết giờ trước sẽ tính là thua cuộc. Khi hai người chơi cùng đồng thuận với kết quả hòa trong một ván đấu, thì trọng tài sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Người thua cuộc ở vòng 1 game show đấu trường cờ Việt vẫn còn cơ hội đi tiếp vào vòng 2 nếu ban tổ chức hoặc khán giả xem truyền hình bình chọn cho anh là người chơi hay nhất trong tháng. Người chơi sử dụng chuột máy tính để đi cờ. Mỗi người chơi có một lần trợ giúp của người bạn đồng hành trong một ván đấu.
người chơi sẽ phải trả lời cho khán giả biết phán đoán của mình về nước đi của đối thủ và kế sách công thủ của mình thông qua các câu hỏi của trọng tài. Trong trường hợp này, hai người chơi không nghe được tiếng nói của nhau. Đây hoàn toàn là một game show mới lạ, độc đáo và hứa hẹn sẽ là một chương trình đầy hấp dẫn. Xin kính chào quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với game show Đấu trường Cờ Việt 2017-2018. Ở trận đấu thuộc vòng 5 mà chúng ta vừa theo dõi qua hai ván đấu thì cả hai ván đấu đều kết thúc với tỷ số hòa và hai kỳ thủ sẽ phải bước vào ván đấu cờ chớp quyết định. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến của ván đấu cờ chớp. Tôi xin hỏi anh Lưu Khánh Thịnh đã sẵn sàng chưa ạ? Tôi sẵn sàng ạ. Anh Trần Quang Chiến, anh sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng rồi. Vâng, trọng tài Nguyễn Thế Chí, ông sẵn sàng chưa? Vâng, tôi đã sẵn sàng. Vâng thưa quý vị, trọng tài sẵn sàng và hai người chơi cũng đã sẵn sàng. Ván đấu thứ 3 bắt đầu. Vâng, và như vậy là ván đấu thứ 3 này, người chơi Lưu Khánh Thịnh đã tiếp tục được cầm quân đỏ đi trước. Và ngay lập tức thì anh đã đóng pháo vào đầu, hình thành thế trận pháo đầu. Và đối lại thì anh Trần Quang Chiến đã sử dụng thế trận bình phong mã. Ở đây thì anh Lưu Khánh Thịnh đã quyết định là lựa chọn là phương án chậm ra xe và tả mã bàn hà, tức là pháo mã trái tiến lên hà. Ở đây chúng ta thấy là mặc dù con mã này là con mã phải, tuy nhiên là với cái cách đánh là đi pháo 8 bình 5 thì đây vẫn là trận tả mã bàn hà. Và như vậy thì anh Thịnh đã quyết định là bên tiên với biến tả mã bàn hà, đối với bên hậu là bình phong mã tiến thất binh. Mặc dù ở đây là tiến tam binh nhưng chúng ta thấy là hai bên bố trí trận cờ ngược. Phải nói là cả hai kỳ thủ chúng ta đều đi cờ rất là nhanh ở ván đấu cờ chớp này. Điều đó cho thấy là cả hai kỳ thủ chúng ta đều rất là thông thuộc những cái trận thế. Và có lẽ là cả hai đều thuộc lầu những hình thế khai cuộc này. Ở đây thì mặc dù là bên đen đã để cho bên đỏ lợi một con tốt sang sông, tuy nhiên để bù lại thì các quân của bên đen đều vào vị trí rất là mạnh. Phải nói là quan sát người chơi Trần Quang Chiến thi đấu trong những thời gian gần đây thì chúng tôi có cảm thấy rằng người chơi Trần Quang Chiến rất là sắc bén ở trong các hình cờ, và đặc biệt là trong những hình cờ mà có đường tấn công thì anh thường thường là vô cùng sắc bén và luôn luôn tạo được những cái nguy hiểm rất là ghê gớm cho đối thủ. Tuy nhiên là ở những cái hình thế cờ tàn, mà nhất là khi mà đã giành được ưu thế khá lớn rồi, thì đôi khi là người chơi Trần Quang Chiến lại cũng khá là lỏng lẻo ở trong những cái thế trận đó, và đấy cũng là một trong những nhược điểm của anh Trần Quang Chiến. Và có lẽ là ưu điểm lớn nhất của anh là những thế trận mà đối công quyết liệt. Vâng, và có lẽ là khả năng dứt điểm cũng là một điểm hạn chế của anh Trần Quang Chiến, có đúng không ạ? Có lẽ tôi chỉ nói về vấn đề tàn cuộc thôi. Có lẽ là trong những cái hình thế cờ tàn, đôi khi là gặp những cái tàn có thể là gần như là chắc thắng, và những đối thủ không phải là quá mạnh cũng có thể đánh được, thì anh Trần Quang Chiến lại hay bị lỡ những cái cơ hội rất là đáng tiếc đó. Và một yếu tố tối quan trọng trong ván cờ chớp đó là thời gian, và hiện tại thì khoảng cách của hai người chơi vẫn duy trì khoảng gần 1 phút. Vâng, và chúng ta nhớ là ở ván đấu nó cờ chớp ấy, thì là theo quy luật cờ chớp sinh tử ấy, thì là người đi trước là có lợi thế hơn là 1 phút. Tuy nhiên là người đi trước là phải cầu thắng. Chúng ta nghĩ rằng là nhiều khi cầu hòa là khó, tuy nhiên không phải vậy. Khi mà người chơi mà phải đầu tư thời gian để tìm ra nước đánh thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn so với người chơi mà chỉ cố tình phòng thủ. Chúng ta thấy là nếu như người mà phòng thủ thì phải đi theo người đánh, và thường thường là thời gian của họ sẽ ít hơn. Do vậy là đối với
người chơi đi sau thì thường thường là người ta được cái lợi thế là cầu hòa, do vậy vậy là thời gian phải ít hơn. Và nếu như duy trì được thời gian cân bằng nhau mà thế trận cân bằng thì người chơi đi trước rất là nhiều khả năng là giành được thắng lợi. Tuy nhiên như tôi phân tích là anh cầm con đỏ đi trước thông thường là phải đầu tư thời gian nhiều hơn để suy nghĩ cho những nước cờ của mình. Và do vậy là thường thường là sau này thì cái thời gian đấy nó sẽ bị mất dần đi và đến một lúc nào đấy sẽ cân bằng về thời gian. Và như vậy thì đến khi mà cân bằng thời gian thì nó sẽ lại lợi thế, nó sẽ lại thuộc về bên đi sau. Và ngoài cái lợi thế mà được cầu hòa ra thì cái người chơi mà đi sau ấy thì có những cái biến mà khi mà lọt vào những cái biến đó thì người chơi đi trước phải tránh. Ví dụ như là nước bất biến, ví dụ như nước có thể là nhất chiếu nhất cách vân vân, thì là người chơi đi trước phải tránh những nước đó. Cho nên là thường thường khi tránh thì lại hay lâm vào những cái thế xấu hơn. Do vậy là những cái đó là những cái nhược điểm của bên đi trước. Và ngược lại thì bên đi sau thì thứ nhất là phải kém hơn về thời gian, thứ hai lại phải đi sau, là không có quyền chủ động lựa chọn thế trận, và đấy là nhược điểm của bên đi sau. Do vậy là theo kinh nghiệm của những giải đấu quốc tế cũng như giải đấu trong nước thì thông thường là với cái thế trận mà 5 phút, 6 phút của cờ chớp thì tỷ lệ thắng thua của bên đi trước và bên đi sau là gần như là ngang nhau. Điều đó thì nó còn phụ thuộc vào cái mức độ là thuộc trận của từng bên nữa. Vâng. Và như vậy chúng ta thấy là Lưu Khánh Thịnh đã quyết định là mạo hiểm tấn công, anh đã mất một quân rồi. Và tiếp tục anh thí tiếp con pháo thứ hai để tạo cái thế tấn công. Và nếu như trong trường hợp mà bị động phòng ngự thì chắc chắn là sẽ phải nhận thất bại. Và có lẽ là cái phòng ngự tốt nhất là tấn công, và anh Thịnh đã nắm rất rõ điều đó. Và chúng ta thấy là ngay lập tức là anh Thịnh đã thí pháo với cái mục tiêu là đe dọa là sau đó là nếu như tướng 5 và bình 6 ăn pháo thì sẽ là xe 2 bình 3 chiếu, và sau đó là nhảy mã 4 tiến 3 và chiếu hết. Vâng, và có lẽ là đến đây thì rất là nguy hiểm cho Trần Quang Chiến rồi. Bây giờ nếu như mã 3 mà thoái 5 thì sẽ là xe 2 bình 3 chiếu tướng, xong rồi sau đó xe 9 bình 4 dọa chiếu hết, thì như vậy là dường như là bên đỏ đã giành được thắng lợi. Vâng, và như vậy thì anh Chiến đã phải quyết định bỏ quân. Vâng, và như vậy thì rõ ràng là với cái sự bỏ quân này thì anh Thịnh đã giành được ưu thế khá lớn khi mà có xe pháo hơn một tốt mà lại hơn bộ sĩ tượng, thì phải nói là vô cùng nguy hiểm cho Trần Quang Chiến rồi. Nếu như bây giờ xe 2 bình 3 ăn mã, rất có thể là xe 2 bình 3 ăn tượng chiếu, xong rồi sau đó là xe 9 bình 8 thì có lẽ là, vâng, chính xác là như vậy. Và như vậy thì sau đó sẽ là pháo 7 sẽ bình 9, và như vậy hình thành thế trận song tiên. Và rất có thể là đến đây thì người chơi Lưu Khánh Thịnh có thể giành được thắng lợi rồi. Sau khi ăn mã về thì sẽ là xe 8 tiến 8 bắt lại phẩm mã. Và vẫn là hơn bộ sĩ tượng, đồng thời hơn tốt sang sông. Có thể nói là đến đây thì thắng lợi đã rất gần với người chơi Lưu Khánh Thịnh rồi. Có lẽ là trong cờ tướng nó cũng khá giống với bóng đá. Nếu như ở một kỳ thủ mà cứ đánh mãi mà không dứt điểm được, không giành được thắng lợi, thì thông thường là đến kết thúc trận đấu thì sẽ nhận phần thất bại. Có lẽ là có cái nhược điểm rất là nhiệt ngã này của thể thao có lẽ không chỉ dành cho bóng đá mà kể cả trong cờ tướng cũng vậy. Và có lẽ ở trận đấu này thì chúng ta thấy khá rõ điều đó khi mà người chơi Lưu Khánh Thịnh đều đã thoát thua ở hai ván, phải nói là thua 10-10, tuy nhiên lại thoát. Và đến đây thì gần như là có lẽ lần này thì anh Thịnh sẽ không để cho đối phương thoát giống như đối phương làm điều đó với mình đâu. Vâng, nhiều cơ hội nhưng không dứt điểm được. Át sẽ nhận trận thua, rất tiếc. Vâng, chúng tôi đã nhận được tín hiệu của kỳ thủ Trần Quang Chiến. Xin chào anh Chiến ạ, anh muốn nói gì ạ? Tôi xin thua. Vâng, vâng, và như vậy là người chơi Trần Quang Chiến đã buộc phải nhận thua ở ván đấu thứ 3. Và như vậy, kết quả của 3 trận đấu thì người chơi Lưu Khánh Thịnh đã giành được chiến thắng với tỷ số 4-2. Và anh Lưu Khánh Thịnh đã là người chính thức bước vào vòng 6, tức là vòng tứ kết của đấu trường cờ Việt. Xin chúc mừng người chơi Lưu Khánh Thịnh.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy là tấm vé tiếp theo lọt vào vòng tứ kết vòng của 8 kỳ thủ mạnh nhất. Chúng ta đã xác định được đó chính là anh Lưu Khánh Thịnh tới từ Hà Nội. Và thưa trọng tài Nguyễn Thế Chí, anh đánh giá thế nào về trận chiến này ạ? Phải nói tôi cho rằng là trận chiến rất là hay. Cả hai người chơi đều rất là xuất sắc, nhưng mà đặc biệt là người chơi Trần Quang Chiến đã cống hiến những cái ván cờ phải nói là với bố cục rất là chặt chẽ, với nước cờ rất là sắc sảo và tinh tế. Thì anh đã giành được ưu thế cả hai ván đều rất là lớn. Tuy nhiên là đến khi mà chuyển sang cờ tàn thì có lẽ là một phần là quá cẩn thận cầu toàn, hai nữa là gặp một cái kỳ thủ rất là kinh nghiệm trong thi đấu cờ tàn là anh Lưu Khánh Thịnh, và cuối cùng thì có một chút may mắn thì anh Lưu Khánh Thịnh đã đỡ hòa được cả hai ván. Tuy nhiên là sang ván đấu cờ chớp thì người chơi Lưu Khánh Thịnh đã thể hiện được sự xuất sắc của mình và giành được thắng lợi một cách rất là xứng đáng. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của trọng tài Nguyễn Thế Chí. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng dành một ít phút để cùng trao đổi với hai người chơi. Đầu tiên tôi xin được phép kết nối với người chơi Trần Quang Chiến tới từ Hà Nội. Xin chào anh Chiến ạ. Chào MC, chào anh Lý. Vâng, anh có muốn nói gì lúc này không ạ? Khi mà anh đã bỏ lỡ cơ hội để vươn lên dẫn trước ở ván đầu và thậm chí cả ván thứ hai nữa. Thì ván đầu thì tôi không có cơ hội, nhưng mà tôi không để ý nước 40 nước ở ngoài, tôi không để ý. Nhà tôi ăn tốt và sĩ thì đuổi một tốt đấy, đuổi sĩ thì có khi là thắng. Tôi không để ý cờ hòa với nước ấy. Vâng, rất đáng tiếc. Vâng, đúng như vậy. Cũng như trọng tài Nguyễn Thế Chí đã chia sẻ, trong khi các anh đang thi đấu thì với những cái lực lượng như thế thì phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về anh. Nếu như mà anh cẩn thận hơn một chút nữa, khi mà không để ý những cái bốn nước đi, sẽ máy tính sẽ tự động tính hòa. Thế còn ở ván đấu thứ hai thì sao ạ? Có điều gì làm anh tiếc nuối không? Trận thứ hai thì tôi nghĩ cũng là chỉ là 50-50 thôi. Tôi về tôi đã tiếc ván thứ nhất. Vâng. Tôi không để ý đến nước 40 hòa, tôi cứ vần thế. Dạ vâng. Để ý. Vâng. Nhà tôi đuổi. Vâng, mặc dù là phải dừng bước tại đây, dừng bước tại vòng 5. Tuy nhiên, dù sao thì anh và đối thủ của mình, anh Lưu Khánh Thịnh cũng đã cống hiến cho quý khán giả của VTC một trận đấu thực sự hấp dẫn và quyết liệt. Xin chúc cho anh mạnh khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống, và hy vọng rằng đấu trường cờ Việt, game show đấu trường cờ Việt và mùa giải năm sau sẽ tiếp tục có được sự đồng hành của anh ạ. Xin cảm ơn MC, xin cảm ơn bác sĩ Chí. Vâng. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ dành một ít phút nữa để trao đổi với người chơi thứ hai, anh Lưu Khánh Thịnh tới từ Hà Nội. Xin chào anh Thịnh. Dạ vâng, xin chào MC ạ. Vâng, cảm giác của anh bây giờ như thế nào ạ? Tôi rất vui ạ. Vâng. Hôm nay tôi có gặp may mắn. Vâng. Gần như là hôm nay tôi đánh cờ, cái trình độ cờ của mình nó như cấp số cộng ấy. Cái ván đầu tiên thì tôi thi đấu kém. Vâng. Ván thứ hai thì đi hậu nhưng mà lại cân bằng, chỉ kém là tiên thủ đối với đối phương thôi. Vâng. Và đến ván cờ chớp thì tôi đã bỏ cây xuất sắc để giành thắng lợi. Vâng, đúng như vậy. May mắn đã đến với anh ở ván thứ nhất. Tuy nhiên ở ván cờ chớp thì anh đã thi đấu rất xuất sắc. Và hy vọng rằng anh sẽ tiếp tục giữ được cái phong độ này để tiếp tục lọt vào sâu hơn nữa ở game show đấu trường cờ Việt. Bởi vì bây giờ anh đã có mặt tại vòng tứ kết, vòng đấu của 8 kỳ thủ mạnh nhất của game show đấu trường cờ Việt mùa giải năm nay. Một lần nữa xin được chúc mừng anh. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Vâng, một lần nữa tôi xin được cảm ơn hai người chơi đã tham gia với game show đấu trường cờ Việt. Xin được cảm ơn trọng tài Nguyễn Thế Chí đã dành thời gian cho game show của chúng tôi. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được khép lại. Quý vị và các bạn cũng đừng quên ủng hộ game show đấu trường cờ Việt bằng cách like và share trang YouTube cũng như fanpage của game show đấu trường cờ Việt. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.